Vâng, đồ gỗ tường 8 xin trân trọng giới thiệu với quý vị. Và bây giờ là 8 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2019. Vâng, thì tôi đang có mặt tại nhà anh Tuấn ở khu 1 xã Hưng Lộn, huyện Tâm Nông. Vâng, à, khu 4 xã Hưng Lộn, huyện Tâm Nông. Và để bàn giao cho anh một chiếc sập thờ là chất liệu gỗ hương đỏ chân 18. Vâng. Thì bây giờ là nó chưa được giờ, mới được ngày thôi, nhưng chưa được giờ nên là gia đình vẫn chưa muốn cho trong nhà. Chúng tôi đang để tạm ở ngoài hiên, ngoài sân. Vâng, để đúng giờ đẹp thì bắt đầu mới cho vào. Vâng, đây thì... Ở đây có hai ngân hàng, là những ngân hàng nào? Đây, để quý vị xem chi tiết cái sạp thờ. Đây là chân 18 nha. Vâng, chất liệu gỗ hương đỏ. Vâng, mẫu đục là tứ linh cân. Vâng. Hưng đỏ Nam Phi. Vâng. Cái bàn thờ này là có kích thước là 1m97 và rộng 1m07 và cao 1m17. Và đây thì là ngôi nhà đây, ngôi nhà của anh đây. Có cái phòng thờ rất là rộng. Hậu cung rất rộng đấy, nhưng mà chưa được giờ nên là gia đình chưa cho bàn thờ vào. Và chúng tôi đang để tạo ngoài hiên. Và thì giới thiệu quý vị, đây là nhà anh Tuấn nhá, ở khu 4 xã Hưng Lộn, huyện Tâm Nông. Và đây trước mặt là quý vị nhìn thấy là anh chủ nhà, Tuấn chủ nhà đấy. Đấy, và đấy thì đến đây, trước mặt quý vị đây là các chủ nhà. Vợ bắt người quê đấy ạ. Một chiếc bàn thờ kích thước rất là đẹp và trông rất là chững chạc. À, chị là chị gái anh Quảng á? Vợ tôi là mẹ vợ tôi là chị gái anh Quảng. À, mẹ vợ anh là chị gái anh Quảng nhỉ? À, thế bà tên là gì nhỉ? Bà tên là gì nhỉ? Bà tên là gì?